Em chào tất cả anh em nha. Trở lại với kênh Máy Dầu Dương ha. Hôm nay thì em có về một số hàng hệ anh em nha. Thì em vệ sinh sạch sẽ, em đăng lên cho anh em xem tham khảo ha. Anh em nào mà muốn thì cứ liên hệ em nha. Zalo em, số điện thoại em nha, 0985927776 ha. Sáng giờ cũng đóng hàng đi cho anh em ở xa ha, giọng máy nên là không có thời gian đăng ha. Giờ em đăng cho anh em xem ha, giới thiệu cho anh em một số máy ha. Em sẽ giới thiệu toàn bộ hàng mới về cho anh em xem, và em cho anh em test cho anh em xem con máy E75 này ha. Con này là Kubota E750 ha, bếp kim nha, dòng bếp kim anh em nha. Con này thì đẹp lắm anh em, áo quần trên là còn rất là đẹp ha anh em. Nắp lát anh em thấy nắp lát rồi không? Em gọi đèn anh em thấy luôn cho em luôn ha. Máy là bao anh em đẹp ha. Máy về thì còn suy nghĩ gì nữa anh em, đúng không anh em? Anh em nào cần cứ liên hệ em nha. Con này cũng rất là long lanh này. Con này thì em bán gù nha anh em nha, người ta đang bỏ đi đó. Đó, giới thiệu anh em con này là con E8 này, Kubota nó ha. Máy này cũng thuộc dòng hàng đẹp ha anh em. Đó, con này Kubota luôn, E8. Áo hơi nhâm nhâm nhẹ một chút xíu ha anh em, không sao đâu, lốc lắc đẹp ha. Con này E8 luôn anh em, E8 mà nó thiếu nẹp gai nha. Con này thì máy cũng áo cũng còn rất là đẹp ha. Áo về còn đẹp mà thiếu nẹp gai. Con này con E7 này, E7 hàng này, hàng VIP này, hàng đẹp ha. Hàng thuộc dòng hàng quá đẹp rồi ha. E7 này anh em nha. Đó, em dội đèn cho anh em xem luôn đó ha. Đó, thấy không? E7 này quá đẹp rồi ha. Con này là E7 ha. Bây giờ em sẽ test cho anh em con E750 này anh em nhé. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ em ha. Giờ này làm mà chưa được nghỉ nữa anh em. Dầu anh em. Sáng anh em nhé, đèn cái máy sáng thì chạy găng tay anh em ha. Găng tay là cực nhỏ cực nhuyễn ha. Găng tay là đến ra tiếng rồi anh em ha. Rồi anh em nào cần người liên hệ đến anh em nhé, 0985927776 Zalo ha, bao ship cho anh em á tất cả mọi miền Tổ quốc ha. Anh em nào mà Bắc Trung Nam gì anh em cần mua máy thì cứ liên hệ đến em ha. Máy Dầu Dương ha. Địa chỉ của em là 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng anh em nhé. Hôm nay em 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng ha. Em bao ship tất cả cho anh em nào có nhu cầu mua máy ha. Còn mà bên về phía phụ tùng anh em, anh em nào mà xài phụ tùng như em không đảm bảo, em có tất cả các loại phụ tùng nhưng mà dòng Kubota là em hầu như em đủ anh em nhé. Anh em nào mà xài dòng Kubota thiếu cái gì mua máy bên em, thiếu cái gì hư cái gì mai mốt mà xài lâu năm quá cứ điện liên hệ với em đảm bảo cung cấp phụ tùng cho anh em ha. Dòng máy E này đảm bảo cho anh em là đầy đủ anh em nha, không có thiếu. Dòng máy Kubota này
Còn dòng dòng ma này em chứ không có chuyên lắm ha. Dòng Mitsu có một số cái có cái không, dân ma có cái không. Còn Kubota đảm bảo anh em mua máy bên em sẽ cung cấp phụ tùng cho anh em ha. Rồi anh em nào mua máy trụi này, đàn máy trụi này. Đó. Chuẩn bị nó về một lô nữa anh em. Anh em nào mua thì anh cứ em cái liên hệ đi. Em bán giá ok cho anh em sạch ha. Chuẩn bị nó về lô gần 30 mấy con á, ba mấy con cùng hàng hơi hệ sức à, toàn ở 7 ở 8 không à. Đó. Con này thì VIP rồi anh em nhé. Con này cực kỳ VIP ha. Đẹp lắm ha. Anh em làm chạy là bơm nước là một, chạy nén xịt thuốc trên dậy là hai, chạy dằn mày là ok cực kỳ luôn á anh em. Rồi chào anh em nhé.